Xin chào tất cả các bạn khán giả của chương trình Inside Series. Cái này còn hơn 2 tháng thì các bạn thấy mỗi ngày tôi đều làm một cái video chia sẻ cho các bạn một cái câu nói hay trong cuốn sách 8789 câu nói đó. Và hôm nay cái câu nói mà tôi nhận được nó rất là hay và nó nhắc tôi nhớ về cái buổi phỏng vấn của tôi với lại cái bác sĩ là Michael Klapper ở bên Canada. Tôi sẽ quay ngược lại cái câu nói là tại sao cái câu nói nó quan trọng. Mỗi ngày tôi dậy sớm, và từ năm 2009 đến bây giờ tôi có một cái thói quen là sẽ bắt đầu cái ngày của mới của mình bằng một cái câu nói nó hay và ngẫu nhiên. Và lý do của nó đầu tiên là nó bắt mình phải suy nghĩ. Một cái ngày tôi muốn hướng đến đầu tiên là việc suy nghĩ, cái tập suy nghĩ. Vì cái suy nghĩ tôi càng cảm giác là càng lười, chúng ta càng lười vận động não bộ của mình, đúng không? Nhưng cái lý do thứ hai cũng không kém phần quan trọng, đó là trong một cái ngày sẽ có bao nhiêu thứ nó xảy ra thì nếu như nó không có xảy ra như ý của mình, nó không nằm ở trong cái tiên lượng của mình, thì chúng ta rất là dễ bị lạc trôi vào cảm xúc, rất là dễ giận dữ, sợ hãi, khó chịu, bực bội, rất là dễ vui sướng, mà đại khái là nó thái quá, đúng không? Thì cái câu nói mình nhận được trong ngày nó trở thành cái kim chỉ nam, hay nó giúp cho chúng tôi để chúng ta trở nên là kiểm soát được cái cảm xúc của mình tốt hơn, biết tách biệt giữa những cái gì đang xảy ra, để khi mình quay lại với cái việc đó thì chúng ta sẽ suy nghĩ nó thấu đáo hơn rồi, đúng không? Đã suy nghĩ thấu đáo hơn rồi này, có những cái quyết định nó sẽ chín chuẩn, chín chắn hơn. Thì nó rất nguy hiểm. Tôi khuyến khích các bạn là các bạn hãy sử dụng một câu sử dụng cái câu nói đầu tiên trong ngày để các bạn áp dụng thử xem thử nó có hiệu quả cho các bạn hay không. Thì câu nói của tôi của ngày hôm nay là phải cho permission, là give permission for you to listen, nghĩa là hãy cho bạn permission, nghĩa là để thể hiện cho bạn cái quyền được lắng nghe, mà lắng nghe. Thì cái bác sĩ tiến sĩ Michael Klapper này là một cực kỳ nổi tiếng trên cái mạng gọi là nutrition, là về dinh dưỡng cho người. Thì ông nói là ngày xưa khi ông đi học làm bác sĩ thì ông chọn học làm bác sĩ về là gây tê gây mê. Vì bạn ông nói là để mà bắt đầu một cái cuộc phẫu thuật lớn hay bất kể một cái phẫu gì này mà quan trọng thì người ta cũng sẽ cần những cái bác sĩ gây mê gây tê dạng dạng như vậy. Thì ông học gần hết cái chương trình gây mê gây tê rồi, ông mới suy nghĩ là ok, thì nếu như mà có một sự thay đổi thì ông sẽ thay đổi cái gì. Tuy nhiên á, thì lúc đầu ông vẫn quyết định là làm bác sĩ gây mê gây tê. Nên một hôm á, ông mới làm một cái buổi mời vài cái người bác sĩ nổi tiếng mà là người giống như thầy của ông vậy đó đi ăn tối. Thì Michael là sinh ra ở Canada, ở đó một người mà từ nhỏ tới lớn là ông ở trong một cái là trang trại farming, như nhà nuôi heo, nuôi bò, nuôi gà dạng như vậy, giống như nhà như là quê ở Việt Nam mình á. Thì ông mới hỏi những ông bác sĩ khác về gọi là tại sao mọi người chọn làm bác sĩ. Thì Michael mới hỏi mọi người, thì mọi người đưa rất là nhiều câu chuyện dạng như vậy. Thì có một ông thầy mà dạng cho Michael mới hỏi ngược lại là Michael, vì mày muốn làm bác sĩ để làm gì? Thì Michael là tôi muốn làm bác sĩ để thay đổi thế giới, để thay đổi cái cách mà con người nhìn nhận về thế giới dạng như vậy. Ông mới hỏi tiếp là nếu mà thay đổi về thế giới thì thay đổi thế giới nó như thế nào? Và Michael nói là tôi muốn nhìn thấy thế giới của con người nó sẽ khỏe mạnh hơn, rồi tất cả mọi thứ thì nó sẽ tốt đẹp hơn cho con người dạng như vậy. Thì ông hỏi tiếp, ông thầy mới hỏi tiếp là khỏe mạnh hơn nghĩa là làm sao? Thì là một đồng bác sĩ mà tức là ông phải nói là những cái chỉ số về sức khỏe như ABCDE. Xong ông thầy mới nói là wow, bây giờ nếu mà có thế giới khỏe mạnh hơn thì chúng ta nó sẽ less cruel, nghĩa là nó bớt đi cái sự tàn nhẫn. Bởi vì cái sự tàn nhẫn thì nó sẽ làm cho cái thế giới nó trở nên là gọi là đau buồn hơn, khốn khổ hơn, đúng không? Mấy cô không đồng ý, cái miệng lúc đó là định cãi lại. Ông mới nói là nếu một cái thế giới khỏe mạnh hơn á, nó đến từ cái việc chúng ta ăn uống, ăn uống thôi. Mà bây giờ mày thử mình một con bò đi, một con bò nó chết đi là bởi vì sao? Bởi vì mày đang là người ăn beef steak như vậy, là cái miếng beef steak mày đang ăn thì mới có con bò nó chết đi. Thì Michael lúc đó cũng bực bội lắm, mới định là ngồi tìm 1000 lý do để biện minh cái việc là sao mình ăn steak là bình thường ABCD. Nhưng ông nói là cái khoảnh khắc đó ông cho permission to listen, nghĩa là ông cho ông cái gọi là quyền để lắng nghe, duyệt cho mình cái việc là thay vì cãi lại thì cái lắng nghe. Và đó là cái thứ mà thay đổi toàn bộ cái hành trình kế tiếp của ông.
ông quay ngược lại trường y để ông học trở thành một bác sĩ, mà bác sĩ là bình thường, bác sĩ gọi là general, là doctor, mà chuyên sâu sau này ông học là về nutrition, là ẩm thực, là về gọi là dinh dưỡng thực, sĩ dinh dưỡng. Và ông trở thành cực kỳ nổi tiếng trong cái mạng này, và ông nói là bởi vì cái khoảnh khắc mà ông lắng nghe cái câu hỏi của chị kể chuyện của ông thầy của ông mà khiến cho ông trở thành một chuyên gia hàng đầu trên thế giới về dinh dưỡng. Nhắn kiếm permission to listen, bởi vì nhiều khi chúng ta đi là tìm mọi cách để mà cãi cho bằng được, cãi cho bằng thắng, nhưng mà không nghĩ là ai. Trong khi chúng ta thẳng lắng nghe, tự dưng chúng ta sẽ có được bao nhiêu cái việc khác nó giá trị đến cuộc đời của mình. Vậy bạn lắng nghe ở mức độ nào từ 0 tới 10, bạn cho bạn cái permission để listen hay không?